Thưa quý vị, liên quan đến vụ tàu lặn Titan mất tích khi thám hiểm xác tàu Titanic dưới đáy Đại Tây Dương, 5 nạn nhân thiệt mạng đều là những du khách siêu giàu. Với họ, bầu trời không phải là giới hạn mà họ muốn đến được nơi sâu nhất của các đại dương trên trái đất. Theo New York Times, du khách, đặc biệt là giới siêu giàu này, thích vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ để theo đuổi cảm giác mạnh và quyền được khoe khoang. Khi nhu cầu phiêu lưu của giới nhà giàu tăng lên, các doanh nghiệp đã nhanh chóng đáp ứng nhu cầu, cung cấp các chuyến du ngoạn có 102 mang đến những trải nghiệm kỳ thú. Theo Insider, hành khách trên tàu lặn Titan phải trả 250.000 đô la Mỹ một người để đảm bảo có vị trí trong chuyến đi thám hiểm xác tàu Titanic. Chuyến đi trở thành thảm họa một đi không trở lại khi tàu ngầm mất tích sau gần 2 tiếng xuống đáy biển. 5 người trên chuyến đi đều thiệt mạng trong vụ nổ thảm khốc, theo tuyên bố của lực lượng tuần tra biển Mỹ. Chuyến thám hiểm tử thần đã làm sáng tỏ sự gia tăng của những chuyến du lịch rủi ro cao trong giới giàu có. Một người làm việc tại các điểm bán vé những chuyến đi đắt đỏ nói với New York Times rằng du khách, đặc biệt là giới siêu giàu, thích vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ để theo đuổi cảm giác mạnh và quyền được khoe khoang. Tính từ ngày mở dịch vụ thám hiểm xác tàu Titanic, Ocean Gate Expedition chỉ tổ chức được 18 lần, nghĩa là chỉ số ít tỷ phú đô la Mỹ bỏ số tiền lớn để lặn xuống biển trong vài giờ, nhìn được xác tàu Titanic từ ô cửa nhỏ như cửa lồng máy giặt. Theo nhà sản xuất The Simpsons, một trong những hành khách từng có mặt trên tàu Titan chỉ là phụ, cái chính là họ luôn được nhắc tên trong mỗi cuộc trò chuyện về giới siêu giàu. Bên cạnh chuyến đi khám phá độ sâu của đại dương, du hành vũ trụ, chuyến đi được cho là nguy hiểm hơn khoảng 10.000 lần so với bay thương mại. Và chuyến thám hiểm đến Nam Cực là một trong những trải nghiệm du lịch mạo hiểm thịnh hành với giới siêu giàu. Đối với một số tỷ phú, thám hiểm mạo hiểm trở thành một lối sống. Victor Vescovo, người đã kiếm được hàng triệu đô la Mỹ từ vốn cổ phần tư nhân, thám hiểm cả 5 đại dương lớn, lặn sâu 8.300 mét dưới đáy rãnh Puerto Rico. Tỷ phú Hamish Harding, người thiệt mạng trong vụ tàu Titan phát nổ, cũng đã du hành vũ trụ. Trước khi là một trong 5 người thiệt mạng trong tàu lặn Titan khám phá xác tàu đắm Titanic, Chủ tịch Action Aviation, ông Hamish Harding đã thực hiện một số chuyến đi nguy hiểm đến những nơi khắc nghiệt của thế giới. Nếu khám phá đáy đại dương tốn khoảng 250.000 đô la Mỹ, tương đương với 5,8 tỷ đồng, giới siêu giàu phải bỏ ra đến 450.000 đô la Mỹ để mua suất du hành vũ trụ. Ellen Langer, nhà tâm lý học Harvard của Đại học Harvard, phân tích lý do khiến giới siêu giàu sẵn sàng chi số tiền lớn để phá vỡ cuộc sống nhàm chán thường ngày. Langer nói, nhiều người trong chúng ta đôi lúc có khoảnh khắc cuộc sống này thật nhàm chán, phần lớn vô tâm với những gì xung quanh. Làm điều gì đó nguy hiểm, đặc biệt phải bỏ số tiền lớn, khiến người ta có cảm giác lưu tâm đến cuộc sống này hơn. Nhưng theo chuyên gia của Đại học Harvard, nhiều người trong số họ, nhất là những người thừa tiền, không biết rằng thật dễ dàng tìm thấy chánh niệm mà không phải mạo hiểm mạng sống. Peter Adelson, giám đốc điều hành của công ty du lịch sang trọng Nile Bridge Cycle, nói với New York Times rằng gần đây có khách hàng muốn đến thăm Nam Sudan, một trong 19 quốc gia mà Bộ Ngoại giao Mỹ cho là không an toàn khi du lịch. Dù được giải thích quá trình lên kế hoạch du lịch có sự tham vấn của chuyên gia an ninh về cách giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn, họ càng phấn khích. Adelson nói với New York Times, giới siêu giàu đã quá quen với những gì họ coi là kỳ nghỉ điển hình, bao gồm nghỉ dưỡng trên du thuyền, khách sạn đắt đỏ, đến mức họ bắt đầu tìm kiếm những trải nghiệm độc đáo hơn, nhiều trong số đó liên quan đến một mức độ rủi ro. Ngoài ra, người thành công có xu hướng theo đuổi, chinh phục những điều khó có người làm được, đặc biệt là lĩnh vực mạo hiểm. Họ không có chút kinh nghiệm nào như chuyến lặn thám hiểm xác tàu Titanic. India Today bình luận, Titanic thật đẹp, dù giờ đây chỉ là xác tàu hèn gì. Nó như nam châm hút mọi người đến, dù chễm chệ ở độ sâu 3.800 mét từ 111 năm trước. Dù đụng phải tảng băng trôi và chìm sâu, sức hấp dẫn của Titanic không hề lụi tàn. Câu hỏi là nó có gì để thu hút giới siêu giàu bỏ tiền chiêm ngưỡng? Xác tàu Titanic được tìm thấy năm 1985 bởi nhà thám hiểm Robert Ballast của National Geographic và nhà hải dương học người Pháp Jean-Louis Michel. Từ đó, nhiều nhà nghiên cứu lặn sâu dưới đáy đại dương để thám hiểm và săn kho báu. Deep Ocean Expedition, Anh là một trong những công ty đầu tiên bán vé chuyến đi xem tàu Titanic năm 1998 với mức giá 32.500 đô la Mỹ. James Cameron, đạo diễn bộ phim bom tấn Titanic năm 1997, cũng đã đến thăm địa điểm đắm tàu sâu và tối tăm.
để hình dung độ sâu của xác tàu, kỷ lục lặn với bình dưỡng khí là sâu 330 mét, trong khi cá nhà táng chỉ đến dưới độ sâu 2.250 mét. Trong khi đó, tàu lặn Titan do OceanGate vận hành lại đi đến độ sâu gần 4.000 mét. Theo chuyên gia, hành trình xuống đáy biển sâu tới 4.000 mét không phải là chuyện đùa. Thợ lặn phải mặc quần áo chuyên dụng, sử dụng hỗn hợp khí heli để lặn khoảng vài trăm mét so với mặt nước biển. Khi xuống sâu hơn, ánh sáng mặt trời không xuyên qua được, vùng nước trở nên lạnh lẽo và tối tăm. Áp suất ở độ sâu như vậy hoàn toàn đè bẹp bất cứ thứ gì, kể cả tàu Titan. Hành khách biết mọi nguy hiểm khi thám hiểm xác tàu, đồng ý ký vào giấy miễn trừ trách nhiệm vì có thể chết bất cứ lúc nào. Tàu Titan không có khoang thoát hiểm, cửa không thể mở từ bên trong. Vì vậy, chuyến đi giá 250.000 đô la Mỹ được cho là sức hấp dẫn chết người. Richard T, người tham gia chuyến hành trình năm 2022 của OceanGate, chia sẻ trên trang web của công ty: "Lần đầu nhìn thấy tàu, phản ứng của tôi hơn những gì mà mình mong đợi. Tôi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của xác tàu đắm. Nó không còn là câu chuyện trong lịch sử nữa mà tôi đang chứng kiến." Một người khác tham gia lại nói thấy một số mảnh vỡ, đồ đạc gì đó trên xác tàu. Một phụ nữ trong đoàn thám hiểm xác tàu Titanic nói: "Khi đi tàu xuống, chúng tôi nhìn phía dưới thông qua ánh đèn chùm và phát hiện các viên pha lê." Thưa quý vị, khi được tin tàu lặn Titan của công ty OceanGate mất tích trong lúc thám hiểm xác Titanic ở độ sâu gần 4.000 mét dưới đáy Đại Tây Dương, tuần duyên Mỹ đã bắt đầu chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn. Theo ước tính sơ bộ của chuyên gia ngân sách quốc phòng và nghiên cứu của The Washington Post, cho đến nay, chiến dịch tìm kiếm tàu lặn mất tích Titan đã tiêu tốn khoảng 1,2 triệu đô la Mỹ của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, con số đầy đủ cho vụ việc này sẽ cao hơn nhiều lần con số ước tính. Câu hỏi về tổng chi phí và bên nào phải chi trả hiện chưa thể trả lời do còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Bộ của Mark Kensian, cố vấn cấp cao tại Viện Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS, cũng như nghiên cứu từ Washington Post, đối với một số nhà quan sát, số tiền này được coi là khá khiêm tốn trong việc phản ứng với một thảm kịch nghiêm trọng như Titan. Hàng loạt đội tìm kiếm cứu hộ quốc tế, những phi đội tàu, máy bay và công nghệ tiên tiến đã được điều đến hiện trường. Tàu lặn Titan chở 5 hành khách được xác nhận đã nổ tung trong chuyến đi định mệnh xuống đáy đại dương để tham quan xác tàu Titanic. Ông Mark Kasian, cố vấn cấp cao tại Viện Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS, cho rằng ông đưa ra con số này dựa trên chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng phương tiện và nhân lực đã được huy động tham gia chiến dịch tìm kiếm. Con số cuối cùng có thể cao hơn bởi dù chiến dịch tìm kiếm khép lại vào giữa ngày 23 tháng 6, một số chuyên gia và tàu lặn không người lái vẫn tiếp tục bám trụ hiện trường để khảo sát các mảnh vỡ. Các quan chức thuộc lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết các chuyên gia vẫn sẽ tìm kiếm từ xa các mảnh vỡ nằm rải rác dưới đáy biển, cách mũi tàu Titanic hàng trăm km. Mặc dù nhiệm vụ này dự kiến sẽ khép lại vào giữa trưa ngày 24 tháng 6 theo giờ địa phương. Không rõ liệu quân đội Mỹ và Canada có tiếp tục tham gia vào các hoạt động tìm kiếm khác để thu hồi mảnh vỡ còn lại của tàu Titan hay không. Tuy nhiên, có vẻ như chính phủ Canada đã triển khai nhiều phương tiện đến khu vực tìm kiếm hơn so với Mỹ vì Canada ở gần địa điểm xác tàu Titanic hơn và thời gian điều động tàu cũng nhanh hơn. Giới chức giải thích rằng phần lớn các hoạt động cứu hộ của Hải quân Mỹ ở Đại Tây Dương diễn ra ngoài Virginia, khiến nhiều tàu ở khoảng cách xa không thể đến khu vực, vì việc tiếp cận Titan phải được thực hiện trước khi nguồn cung cấp oxy cạn kiệt. Câu hỏi về tổng chi phí và bên nào phải chi trả hiện chưa thể trả lời do còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chiến dịch tìm kiếm có liên quan các công ty tư nhân và tàu nghiên cứu mang theo phương tiện điều khiển từ xa, ROV. Theo ông Kensian, chính phủ Mỹ sẽ chỉ thanh toán cho những tổ chức này nếu họ ký hợp đồng với Lầu Năm Góc. Các quan chức Mỹ cho biết họ đang chuẩn bị ước tính chi phí nhưng cần thời gian để giải thích cho những chi phí bất thường. Tướng Patrick Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, cho biết lực lượng tuần duyên thuộc Bộ An ninh Nội địa nhưng được hỗ trợ bởi Hải quân và Không quân thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ. Để chi trả cho các nhiệm vụ như điều máy bay tìm kiếm trên biển, quân đội sẽ sử dụng các quỹ phù hợp đã được phân bổ. Do đó, có những giờ bay đã được thanh toán. Theo ông Kensian, ước tính mà ông đưa ra dựa trên tổng chi phí, bao gồm cả chi phí nhiên liệu, bảo trì và nhân lực được điều động tham gia chiến dịch tìm kiếm. Ông gọi đó là một con số thận trọng dựa trên những báo cáo công khai về các thiết bị, phương tiện liên quan và khoảng thời gian làm việc của chúng.
Ông Kanson cho hay, trong khi hoạt động tìm kiếm Titan được tài trợ bằng tiền trong ngân sách liên bang, quân đội Mỹ cũng sẽ phải trả một số tiền bất thường bởi nhân lực và thiết bị được sử dụng cho các hoạt động đột ngột có thể phát sinh chi phí. Ông nói, trong một số trường hợp, chiến dịch tìm kiếm phải chuyển hướng hoạt động so với kế hoạch ban đầu. Bà Mickey Hatting, Chủ tịch Hiệp hội Quốc gia về tìm kiếm và cứu hộ Mỹ, nói thông tin về tổng chi phí của chiến dịch tìm kiếm tàu lặn Titan chưa rõ ràng. Bà Hastings nói, các hoạt động vẫn đang diễn ra, do đó chúng ta sẽ biết con số cuối cùng trong một thời gian nữa. Ông Paul Jukin, chỉ huy lực lượng cảnh sát biển giai đoạn từ năm 2014 tới 2018, cho biết Ocean Gate, công ty sở hữu tàu Titan, sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi hoàn chi phí tìm kiếm cho chính phủ Mỹ. Ông Jukin nói, không có sự khác biệt giữa tìm kiếm tàu của một tổ chức với cứu nạn một cá nhân nào đó. Chúng tôi vẫn tìm kiếm và cứu hộ, không đưa họ vào danh sách chịu chi phí. Cho đến nay, phần lớn chi phí tìm kiếm tàu Titan của chính phủ Mỹ đều đến từ hoạt động bay. Các quan chức cho biết, 3 máy bay chở hàng C-17 đã vận chuyển thiết bị từ Buffalo đến các cảng ở Newfoundland. Những chuyến bay đó có giá khứ hồi, ước tính là 491.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, ít nhất một chiếc C-17 đã rời Đức đến Anh để vận chuyển một phương tiện điều khiển từ xa, nhưng không rõ phương tiện này đến ở Canada hay chưa. Dựa trên số giờ bay và các nhiệm vụ, ông Kanson cho biết chi phí vận hành máy bay tìm kiếm và cứu nạn HC-130 là khoảng 399.000 đô la Mỹ. Lực lượng tuần duyên và lực lượng phòng không quốc gia New York là các đơn vị đã cung cấp máy bay cho các hoạt động tìm kiếm trên Đại Tây Dương. Lực lượng tuần duyên Mỹ cũng đã điều một chiếc tàu Sycamore tham gia chiến dịch tìm kiếm trong tuần này, nhưng con tàu vẫn đang trên đường đến hiện trường. Ông Kanson cho biết, cảnh sát biển Mỹ không tiết lộ chi phí cho mỗi ngày di chuyển. Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu đã biết về một tàu hải quân tương tự, ông ước tính con số này là khoảng 100.000 đô la Mỹ. Tàu Sycamore đã hoạt động ít nhất 3 ngày. Tính đến ngày 24 tháng 6, vẫn chưa rõ hải quân Mỹ có tiến hành trục vớt các mảnh vỡ của tàu lặn dưới biển hay không. Giới chức đã điều động một chiếc máy kéo chuyên dụng có khả năng trục vớt tàu nhỏ và máy bay từ đáy biển. Hải quân Mỹ không tiết lộ chi phí của hoạt động này. Giới chức Canada đến nay từ chối bình luận về chi phí chiến dịch tìm kiếm. Joy Murray, Bộ trưởng Ngư nghiệp, Đại dương và Tuần duyên Canada, cho biết bà không có thông tin về chi phí tìm kiếm Titan. Bà nói ngày 22 tháng 6, theo quan điểm của tôi, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta có cơ hội để tìm kiếm và giải cứu tàu Titan. Không có gì là quá nhiều. Chúng tôi cần nỗ lực hết sức có thể, bởi trên con tàu mất tích có nhiều sinh mạng và cần phải cứu họ. Bà Hastings cũng cho rằng ưu tiên hàng đầu trong các chiến dịch tìm kiếm luôn là cứu người, và các công ty tìm kiếm cứu hộ đều có ngân sách cho hoạt động này. Cơ quan khẩn cấp không muốn người gặp nạn phải nghĩ đến chi phí để triển khai một trực thăng hay nguồn lực khác để giải cứu họ. Bà nói, bất cứ ai mất tích cũng phải được tìm kiếm, đó là sứ mệnh, bất kể họ là ai.